Phong thủy Tam Nguyên xin gửi lời chào tới tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong thủy Tam Nguyên. Tôi là Phát Tài, bên cạnh tôi đây là anh Đức Trung. Vâng, xin chào. Chúng tôi là trợ lý của thầy Tam Nguyên. Vâng, và để tiếp nối với những video mà đợt vừa rồi anh Trung cũng có lên để giải đáp những thắc mắc và những cái mong muốn của các cô chú và anh chị qua thông qua những cái việc mà đầu năm 2020 chúng ta muốn tiến hành xây dựng động thổ làm nhà. Đúng rồi. Thì qua những cái giải đáp của anh Trung thì bên Phong thủy Tam Nguyên chúng tôi nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực và đầy đủ thông tin hơn. Đó, thì tiếp theo chương trình hôm nay thì cũng vẫn là vấn đề đó, và chúng ta sẽ thêm một số câu hỏi của tất cả các cô chú và anh chị, khá là nhiều người vẫn đang mắc phải. Vâng, thưa anh Đức Trung, ở đây thì tôi cũng có tổng hợp được một số cái câu hỏi của tất cả các anh chị. Vâng. Thì anh Trung đã sẵn sàng để chúng ta giải đáp chưa ạ? Rồi, nhất trí anh. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên. Thì câu hỏi đầu tiên là của chị Trần Thị Quý. Chồng em sinh ngày 24 tháng 9 năm 1981 Tân Dậu. Em sinh ngày 30 tháng 9 năm 1984 Giáp Tý. Các em chồng Trần Ngọc Thuận sinh ngày 7 tháng 4 năm 1993 Quý Dậu, và Trần Văn Thanh sinh ngày 9 tháng 1 năm 1996 Bính Tý. Con gái là Trần Đắc Thiên Trang sinh ngày 14 tháng 5 năm 2012 Nhâm Thìn. Con trai là Trần Đắc Nghiêm sinh ngày 10 tháng 5 năm 2014 Giáp Ngọ. Em mong muốn làm nhà hướng đông năm 2020, vì nhà nước lấy đất làm đường nên năm nay em phải xây dựng, mong thầy tư vấn. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Phát Tài và cảm ơn chị Quý đã đặt câu hỏi đến với chương trình của Phong thủy Tam Nguyên. Và thưa chị Quý rằng là với cái phần thông tin mà chị đưa ra ở đây, xét theo cái thông tin đầu vào thôi là Đức Trung đã cảm thấy phần chia sẻ với lại bản thân chị, bởi vì rằng là sẽ có rất nhiều những cái phần lý giải mà chị cần phải lắng nghe trong video này ạ. Hay là các cô chú anh chị mong muốn xây nhà hướng đông năm 2020 thì tuyệt đối cần phải có những cái sự lưu tâm nhất định trong cái việc xây nhà hướng đông năm 2020, vì rằng như sau: xét theo các thành viên gia đình chị bao gồm có tuổi chồng chị là 1981 Tân Dậu, chị 1984 Giáp Tý, đồng thời có cả các em chồng là con trai luôn là 1993 Quý Dậu và 1996 Bính Tý, cũng như là các con của chị bao gồm là con gái là 2012 Nhâm Thìn, hay là con trai là sinh năm 2014 Giáp Ngọ. Xét về cơ bản rằng là các em trai của chồng chị thì về cơ bản chắc có lẽ các đồng chí cũng sẽ có thể lấy vợ và ở một trên cái cách cục đất khác. Thế cho nên rằng là về cơ bản nhà này chúng ta xét chính là các thành viên gia đình chị thôi, bao gồm là chồng chị và các con. Xét theo định long tam bộc phái của Phong thủy Tam Nguyên thì gia đình chị có thể lựa chọn cái cách cục đất hướng tây, hướng nam hoặc là hướng đông này thì về cơ bản cũng hợp đấy. Hợp long tức là cái yếu tố là ở cái trạch đất này sẽ có yếu tố về phù long tương chủ, nó cũng sẽ phù hợp. Tuy nhiên một điều, nó là hợp long là một chuyện, chúng ta xét tiếp cái yếu tố khác nữa là nó có đắc vận hay không để mình triển khai năm 2020. Xét theo cái yếu tố về phi tinh năm 2020, theo huyền công phi tinh chúng ta biết rằng là năm 2020 thì ngũ hành đại sát đáo đến hướng đông. Vậy cho nên rằng là cái hướng đông này trong năm 2020 thì có lẽ là để mà an tâm nhất và tránh những cái rủi ro có thể xảy đến được thì khuyên chị Quý chúng ta không nên động thổ trong năm 2020 này với cái nhà hướng đông. Vì rằng là trong các yếu tố về thần sát mà chúng ta xét hàng năm đó, trong năm yếu tố sát bao gồm ngũ hành đại sát, thái tuế sát, tam sát, mậu kỷ đối tiến sát hay là mùa long biến vận sát, thì ngũ hành đại sát là một trong những cái yếu tố sát rất lớn. Hàng năm đáo đến hướng nào thì hướng đấy tuyệt nhiên chúng ta không nên xây dựng. Vậy thì năm 2020 hướng đông của nhà chị phạm phải ngũ hành đại sát thì khuyên chị dù thế nào cho nữa, nếu như có thể là hoãn binh được thì chị nên hoãn lại trong cái việc động thổ năm 2020 này, và triển khai trong năm 2021 Tân Sửu thì nó sẽ vượng hơn. Câu chuyện khác nữa liên quan đến việc nếu như bắt buộc vẫn phải làm cái nhà hướng đông thì vì rằng là tuổi của anh chồng chị là 1981 Tân Dậu, xét theo định long tam bộc phái thì hợp long với lại hướng này, do đó trạch chủ hợp long, thì nếu như bắt buộc vẫn phải làm thì cho rằng là vẫn chúng ta vẫn có thể lựa chọn được cái thời điểm là để nhật nguyệt đáo sân hướng để mà động thổ. Tuy nhiên cũng chỉ hóa giải được giam ba phần chứ không phải tuyệt đối hóa giải được đối với ngũ hoàng đại sát mà đáo đến hướng. Nếu như ngũ hoàng đại sát đáo đến tọa thì có nghĩa nhà chị là xây tọa đông mà hướng tây thì ok, làm thoải mái. Nhưng mà ngũ hoàng đáo đến hướng thì chúng ta tuyệt đối nên tránh, và nếu như tránh được, nếu như hoãn binh được, nếu như tìm cách mà chúng ta có thể hoãn được cái việc động thổ này thì khuyên chị rằng là hướng đông năm 2020 chúng ta vẫn không nên làm. Ngũ hành đại sát tinh là một trong năm đại sát tinh rất lớn trong cái việc nó mang lại hung họa, chủ về phá tài, sạt nghiệp, mất người, mất của. Bởi thế cho nên là chúng ta tuyệt đối không có nên động thổ đối với cái nhà hướng đông. Vậy nên rằng là khuyên chị chúng ta nên để năm 2021 Tân Sửu thì chúng ta làm tốt hơn. Khi mà lựa chọn được cái việc vận khí đất mà nó tốt rồi ấy, thì chúng ta
chuyển sang năm 2021 Tân Sửu chúng ta triển khai động thổ thì cũng không phải sang đầu năm cái là chị sốt sắng chị làm luôn, mà chúng ta nên rằng là lựa chọn cái tháng vượng để chúng ta triển khai thì nó sẽ tốt hơn. Tháng vượng đây chúng ta xét yếu tố về nhật quyệt đao sơn hướng thì nó sẽ rất là tốt, nó vừa đắc vận cũng như là năm 2021 thì đối với tuổi gia đình chị nó rất là đắc long thì triển khai cũng rất là hợp lý, rất là tốt. Tuy nhiên cũng tiện đây nói luôn với lại chị quý cũng như các cô chú anh chị đang theo dõi video thì xét về yếu tố vận khí rồi này, xét về yếu tố về hợp long rồi này, nhưng còn một cái yếu tố nữa trong ba cái yếu tố tiên phong cái việc chúng ta làm nhà đó là đắc thủy. Đắc thủy ở đây chúng ta xét về yếu tố về mạch thủy, rồi là yếu tố về thủy khứ, thủy lai, tức là yếu tố về đường đi lối lại, ngã ba ngã bảy, yếu tố về thủy đến thủy đi đối với cái cách cục đất của nhà mình, mấy việc này chúng ta cần phải khảo sát, đúng không anh Tài? Thông thường đối với thầy Tam Nguyên hay là đội ngũ trợ lý khảo sát chuyên viên khảo sát của phong thủy Tam Nguyên đến khảo sát làm việc với gia đình các cô chú chị thì cái việc này phải được đo đạc rất là kỹ lưỡng, nắm bắt được yếu tố về hình thế xung quanh trước sau trái phải của ngôi nhà cũng như yếu tố về đường đi lối lại ngã ba ngã bảy nó có được tốt hay không để ra quyết định rằng là các cô chú chị có nên ở ngôi nhà này hay không, việc động thổ làm trên cái cách đất này nó có được tốt hay không. Vì rằng là yếu tố vận khí thì chúng ta xét từng năm, năm 2020 không làm được thì nói chung bảo năm 2021 làm được. Rồi là gia đình nhà anh chị có tuổi 81 hợp long thì ok rồi, nếu kể cả không hợp long thì cũng không sao cả, nó chỉ là không hợp bằng mà thôi chứ không có hướng xấu với tuổi. Nhưng cái việc đắc thủy hay không thì nhất định phải đi khảo sát thì mới có thể biết được. Nếu mà khảo sát mà đắc thủy rồi này, đắc long này, đắc vận này thì việc làm nhà trở nên rất vượng. Và khi đấy thì phong thủy nguyên sẽ bàn sâu đến các cô chú chị xoay quanh yếu tố công năng mong muốn trong ngôi nhà như thế nào, cũng như lên cái phương án tư vấn thiết kế để lập nên cái bộ hồ sơ phong thủy đối với nhà của chị quý thì nó sẽ tốt hơn. Vậy nên tự chung lại khuyên chị quý rằng là năm 2020 thì không nên động thổ, hoãn binh được thì là phương án tốt nhất. Để 2021 chúng ta làm, 2021 làm tháng nào thì hãy để cuối năm, tầm khoảng cuối năm hoặc là thời gian tới đây thì Đức Trung cũng như là đội ngũ trợ lý thầy Tâm Nguyên sẽ tư vấn kỹ hơn xem năm 2021 hướng đông tháng nào vượng triển khai, thì khi đấy thì chị quý cũng có thể sử dụng tiếp những cái liên quan đến dịch vụ của phong thủy Tâm Nguyên như là tư vấn xem ngày động thổ hoặc là thầy Tâm Nguyên hoặc là đội ngũ trợ lý khảo sát trực tiếp đến trực tiếp với cái địa chỉ của chị quý cung cấp để khảo sát xem là hướng nhà này có tốt hay không, cái vận khí của cái trạch đất này nó có được vượng hay không. Các yếu tố sát nó có ảnh hưởng gì không, nếu không thì chúng ta làm nhà rất là tốt trong năm 2021. Gửi chị quý như thế cũng như các cô chú chị đang có cái nhà hướng đông lên lưu tâm như vậy. Cảm ơn anh Tài. Vâng, cảm ơn anh Trung, rất là chi tiết đúng không ạ? Vừa rồi là những cái lời tư vấn của anh Trung gửi tới chị quý cũng như là các cô chú anh chị mà hiện tại đang ở nhà hướng đông mà có mong muốn xây dựng, cũng lấy đấy là cái lý do và những cái mình nên lưu ý, tuyệt đối lưu ý hướng đông năm nay đấy ạ. Vâng, để mà nhận được những cái video mới nhất về chia sẻ của thầy cũng như là các trợ lý của Phong Thủy Tam Nguyên thì các cô chú anh chị hãy bấm vào nút đăng ký cũng như là nút chuông bên tay phải màn hình để đón nhận cũng như là xem những cái video mới nhất.